Chào các bạn, đây là chiếc Note mắc nhất trong lịch sử của Samsung Galaxy Note 8. Giá chính hãng của nó là 22.490.000. Và đây là cái máy chính hãng mà các bạn sẽ thấy khi mà đến mua ở những cái cửa hàng điện thoại di động. Và bây giờ mình sẽ đập hộp các bạn thấy là bên trong cái chiếc Note mắc nhất này nó có những gì. Note 8 chính hãng, các bạn thấy là cái hộp nó hoàn toàn giống với những cái hộp Note trước đây. Máy này 64GB, 2 SIM, có cái bút màu vàng gold. Những thông tin cấu hình chính như là màn hình 6.2 inch, camera dual bezel, có camera kép có thể chụp live focus rất là ấn tượng, 6GB RAM, tai nghe AKG, có kháng nước kháng bụi này kia, sản xuất ở Việt Nam. Đó, cái tên model SM950, chỉ có một cái tem duy nhất ở đây, một cái seal gạch là coi như mất seal rồi. Wow, rất là đẹp. Trước đây là mình đã từng cầm trên tay con Note 8 rồi, đã thử chụp hình với nó rồi, nhưng mà cái cảm giác mà mở ra thấy một cái điện thoại full hết cái hộp như thế này rất là ấn tượng. Cái máy này rất là to bởi vì là màn hình nó 6.2 inch, và các bạn thấy là cái màn hình nó tràn ra hết, gần như là hết cả hai cạnh trên dưới, còn hai bên tất nhiên nó đã tràn rồi. Phụ kiện thì thường Samsung trang bị khá là nhiều những cái đồ chơi dành cho những cái máy flagship của họ, ví dụ như là cái đầu chuyển từ micro USB ra USB-C, cái này nữa cũng vậy, từ USB-A ra USB-C, bởi vì cái máy này là sử dụng cái cổng USB-C cho nên là các bạn sẽ cần những cái phụ kiện như thế này để mà kết nối với những cái USB OTG hoặc là những cái phụ kiện như chuột, bàn phím mà vẫn dùng cái cổng USB cũ á, thì chúng ta sẽ cần thế này, các bạn đừng làm mất. Đây là cái cục sạc nhanh của Samsung. Output của nó là 9V 1.67A hoặc là 5V 2A. Chúng ta có sạc nhanh theo máy. Chúng ta có cáp C. Cái này là cái đồ gấp để mà gấp cái đầu bút S Pen ra. Đây là những cái mút tai của tai nghe, và đây là cái rất là đắt tiền, cái tai nghe AKG. Mình không nhớ cái tai nghe này giá bao nhiêu, nhưng mà cái tai nghe AKG của S8 là giá đã 99 đô rồi, một cái tai nghe khá là đắt tiền, một cái tai nghe theo máy. Đó là tất cả những cái gì phụ kiện mà chúng ta kèm theo. Đó, Galaxy Note 8 chính hãng, mặc dù giá của nó khá là cao hơn so với S8 Plus, nhưng mà bù lại các bạn có gì? Thứ nhất là các bạn có một cái thiết kế mới, nó hoàn toàn khác với S8 Plus, màn hình to hơn 6.2, mặc dù nó to thật sự nhưng mà cái cảm giác mà cầm trên tay nó vẫn đủ thon để mà các bạn cầm sử dụng bằng một tay được. Và tiếp theo đó là cái hệ thống camera kép có live focus chụp làm mờ phông được các kiểu, rất là thú vị mà S8 Plus không có. Thứ ba là các bạn có cây bút, đây là cái điều đáng giá nhất mà Samsung trang bị cho dòng Note của họ. Cây bút này rất là hay bởi vì là kể cả khi mà các bạn tắt màn hình á, thì các bạn vẫn có thể viết trực tiếp bên đây, các bạn không cần phải mở khóa, không cần phải vào cái app S Pen nữa, mà các bạn có thể ghi trực tiếp bên đây, và nó có thể lưu được tối đa 100 trang. Đó, các bạn có thể ghi rất là nhiều, thì những cái gì mà bạn ghi á, nó sẽ tự động lưu lại hết. Đó, rất là nhanh, thì thích hợp cho những bạn mà thích viết nhanh, thích take note, ghi chú nhanh trên điện thoại, thì đây là một cái sản phẩm rất là hữu dụng trong những cái trường hợp đó. Xin cảm ơn các bạn.